Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Suy niệm và cầu nguyện. Bài tin mừng hôm nay là cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với nhóm Sa Đốc về việc người chết sống lại. Để trả lời cho vấn nạn về sự sống lại, Chúa Giêsu đưa ra sự khác biệt giữa sự sống đời này và đời sau. Theo Ngài, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Chúa Giêsu cho biết thế giới vĩnh cửu không phải là thế giới trần gian kéo dài để tiếp nhận con người từ cõi chết sống lại, nhưng là một thế giới hoàn toàn mới với hạnh phúc vô biên, vượt qua thứ hạnh phúc của kiếp người trần thế này. Ngài mời gọi chúng ta tin vào sự hiện diện của Ngài trong mọi khoảnh khắc cuộc sống và sống một cách triền nở với sự yêu thương, cảm thông và tha thứ. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết chọn lựa cách sống để xứng đáng trong hồng ân cứu rỗi và để thắp lên ngọn lửa của tình yêu và hy vọng. Xin cho chúng ta biết mở rộng trái tim của mình để luôn có hạnh phúc dù phải trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống. Amen.